Hello, hello. Thì xin kính chào tất cả mọi người. Hôm nay là chở cô Phượng Liên với lại Bắc Vinh đi chích ngừa mũi thứ hai. Hôm nay mình sẽ đi cái chỗ mới, mình khám phá chỗ mới là Anaheim Convention Center nha quý vị. Anaheim Convention Center, tới địa điểm mới mình khám phá coi nó có dễ dàng hơn chỗ cũ không ha. Giờ đem gọi cho. Hello. Hello, dạ cô, con đó. Tới rồi cô. Ok cô. Dạ dạ. Dạ. Đến trước chờ. Ok dạ. Cô đang sẵn sàng chờ đợi. Đó ghê. Cô Liên cũng còn nhớ. Chứ gọi cho cô không nghe là cô nói, ủa mày gọi tao làm chi vậy? Cái nói, dạ chẳng nãy chẳng đưa cô đi chích. Gì chích gì? Chích gì hoài vậy? Hello. Dạ. Gì nữa cô? Quà quà. Quà hả? Cô khỏe không bố? Cô khỏe không cô? Khỏe con. Dạ. Mình đổi chỗ chích. Dạ. Chích ở Anaheim Convention Center. À, rồi. Nó mở, không nó cũng gần đó mà. À. Nó trong nhà nó đỡ hơn cô. À, à, dạ. Có xe không có phương tiện sao đi chích đây được hả? Dạ đúng rồi. Bởi vì mấy người lớn cũng khó. Thật ra họ không phải kêu mấy người taxi chở ra ba. Dạ mấy người chở đi. Dạ. Chở đi sân bay là. Đi Uber. Còn ở bên chỗ nó mở thêm một cái ở chỗ Santa Ana College là nó chích, là mình ngồi trên xe nó chích luôn. À. Mà nhiều cô chú không mới biết á, khi cũng nhờ người ta chở tới là xuống đi bộ, nó không chích. À. Nó chỉ có ngồi trên xe nó mới chích thôi. Ngồi người ta la làng quá trời luôn. Nói là, ủa vậy rồi giờ sao? Giờ phải có kiếm cái xe leo lên ngồi thì mới cho chích. Mà chiếc xe sao mà không hợp? Thí dụ như bây giờ là chích ở dưới đi rồi ngồi bà phải đón xe khác đi là đi xe đó. Thì chắc con nhiều khi mấy cô chú đó, ví dụ như ở nhà kêu cho xe Uber cho đi, rồi tới nó thả xuống rồi đi vô thôi. Rồi chừng nào chích xong thì kêu Uber lấy đó vậy đó cô. Chứ nhiều khi giờ giấc rồi con cháu cũng đâu có chở đi được. Con thấy có cái này cũng nhiều người cũng khó quá, không biết làm sao mà lấy hẹn mà để đi chích được. Rồi mấy người già cả sao người ta biết, người ta gọi người ta nói xin cái hẹn phải không ha? Dạ. Vậy thì có thể là mấy bà đó thường thường mấy người già thường thường họ nhờ cháu họ cho đưa đi chích không à? Dạ đúng rồi. Dạ phải có mấy đứa nhỏ nên không phải tụi nó cũng lớn là như bác đi để cô ra nè. Dạ nhờ mấy đứa cháu ngoài đứa này cho. Dạ. Dạ chứ không có nhà con nhà cháu người con chứ nhiều người nhờ lắm, chắc cũng cỡ lên hai mấy ba chục người á. Ủa vậy à? Dạ, dạ. Nó, bởi vậy nó ngưng thuốc mấy ngày mà nó đổi lịch cái con cũng muốn tẩu quả nhập ba luôn. Tại vì con với con hai mươi mấy ba chục cái account. Dạ. Rồi con phải vô con coi hết luôn. Thì tụi con làm công đức cũng nhiều đó chứ. Có mấy cô mấy chú nhờ thì con chỉ lấy hẹn dùm thôi chứ con không có chở đi. Nhìn vậy cũng quá tốt rồi. Đây chích cho mày. À nó làm cái này cho mình vẻo. À con với 19. Hôm nay khám phá chỗ mới. Ồ, chỗ mới nè bên kia. Đó. Bây giờ mình đang vô cái chỗ khu của Convention Center này, khu parking. And then một chút nữa mình đi vô trong cái chỗ kia một chút. Trong một tầng này. Một tầng này là dưới tầng trên nữa. Đi thang máy cho đâu dám cho đi chung. Đúng rồi. Bấm đại chi qua nha. Thank you so much. Thank you.
Dạ bác ngồi. How would you get it? Đây là cái khu convention center lớn quá. Chỗ này là thi đấu những cái cuộc mấy cái cuộc thể thao với lại chương trình ca nhạc lớn á bác. Để 20 năm nữa tụi con mới được chứ. Nay nó dồn nó đông quá. Hôm bữa ba con đó là đi vô đi lẹ đó, tại vì đi tiếp mũi thứ hai nó có ít người tiếp mũi thứ hai cho nên vô nó nhanh lắm. Nay bắt đầu là đông rồi. Đông. Stand right there, that's online, and I'll tell you when they get up. Thank you. Chỗ này lớn quá ha. Lớn quá còn hả? Anaheim Convention Center. Dạ. Mình hát đó cô. Dạ. Có bị bệnh gì bữa nay không cô? No. Có bầu rồi, có cho con bú không? No more. Thank you. Mình phải đi qua bên cái bên kia đó. Cô lấy giấy đó rồi ha. Dạ. Mình qua bên cái lều, túp lều lý tưởng bên kia. khỏi đi bộ. Khỏi exercise. Ba con hôm bữa đi chích lại là chích đâu? Dạ ba con chích 10 ngày trước. Vừa đúng đề ngày 29 Tết đó. Ba con chích cũng ở cái chỗ cũ của mình, Disneyland. Dạ. Dạ vô đây mình khai giấy tờ là mình bị dị ứng chút xíu giống như bữa cô nha. Cái dán như mình tờ giấy á. Yeah, she has the allergy with the penicillin. Oh, okay. Dạ. Bên này. Cô chết bên nào? Dạ bên đó nè. Trước cũng chết bên này. Đây này xong rồi. Okay. Can I move over here? Sorry. Yeah. But she gets the I got the shot sticker. Oh, okay. You're good. You can hold on. Oh, okay. You get this one. Yeah. I got the shot. Thank you very much. You said 30 minutes in the observation area over there, okay? Okay, thank you. Oh, God, your nails are so pretty. Thank you. Come on, chick. Thank you. Đau không cô? Không cô. Sao ngộ quá ha, sao chích con thấy không ai đau hết trơn á. Ờ không đau. Con thấy nó chích cái mũi kim mà nó lụi thẳng luôn mà không đau, ai đau, sao ngộ thiệt. Không đau. Mà cô biết không cô, cái kim nó chích vô xong á, nó rút ra là cái kim thụt vô ống chích luôn. Ồ hay quá ha. Chứ cái kim nó không có lòi ra ngoài. À nó không có rớt ngoài phải không? Dạ. Ví dụ nó người ta lỡ đụng cái kim rồi bị lây bệnh đó cô. Giờ cái kim mình nó chích nó rút ra nó thụt vô ống chích luôn. À nó dụng luôn. Dạ. Chỗ này nó bự thiệt. Kiếm không thấy đâu. Travel license. The ID. And ID. Which one's easy for you? Probably better. This way. That yeah. One. Yeah.
Thank you so much. Yep, you're good to just hang out in the observation area. Đau không bác? Đau. Đau một chút thôi bác. Ừ. Ok thôi bác, nhưng mà ok phải không? Ok. Dạ. Yeah. Được cái mũi thứ hai rồi là yên tâm rồi. Dạ. Yeah. Mấy người lạ hay lỡ mấy chỗ này thì chắc tiêu quá thôi. Dạ không biết, mấy người. Đi cơ quần. Dạ. Con giỏi quá đó. Dạ. Ừ. Tại con đi cũng mấy lần, chỗ này con lần đầu tiên con đi, nhưng mà tại mình đi mấy cái lần kia rồi, con quen rồi. Con tiếp cái này về nhậu chai bia rồi được không? Chắc được quá. Dạ ra đây cô phải ngồi ra chục phút. Dạ giống như lần trước, tại mình bị dị ứng đó, nó muốn mình ngồi lâu một chút. Còn bố thì chỉ cần ngồi 15 phút thôi. Lần trước là nó nói mình 15 phải không? Hôm trước thì cô cũng phải 30 phút thôi cô. Chỗ này lớn quá nhìn không nổi luôn. Đường xa mắt mờ. Rồi, bác Vinh đã được chích 2 mũi. Wow. Đã xong rồi. Quá mừng, quá mừng. Bị nhậu. Ồ, ai got the vaccine hả? Dạ. Có dán không? Có dán cho bố không? Người đẹp màu tím mới được. Người. Sao dán đâu? Không có dán. Không có cái sticker. Ủa sao là cô có dán? Thì con nói người đẹp. Không dán nó trời ta dán hết trơn. Có chỗ nó có, chỗ đó. Chỗ nó hết chứ nó không dán rồi. Dạ. Rồi đi ra ngồi nó kiểm tra nó chưa chích ống nữa. Dạ. Tại cái này mình có rồi, bố cắt lại kỹ cái này nha bố. Dạ, cái giấy chứng nhận của mình đó. Cất chưa? Cất bóp rồi phải không? Bóp. Cất rồi, cất rồi. Dạ. Tụi con hả? Tụi con là khoảng... Tụi con 20 năm nữa mới được chích. Không, lúc đó con phải kiếm hai đứa nhỏ dắt hai tụi con đi. Đúng rồi. Không cần hai đứa nhỏ thì gì nữa là để đi với con gái mình. Bố muốn chụp lại cái này để mình lưu lại, lỡ mà mình có mất cơ bác bố. Sao 30 phút? Sao 30 phút? Khỏe hả cô? Trẻ khỏe như cô gái Hà Lan hả cô? Vâng. Rồi đi bố ha. Ok. Dạ. Bye. Thank you. Đúng là nguyên khu này bây giờ nó bỏ trống, đâu có làm gì đâu bố. Đâu có ai mướn này để mà làm ca nhạc, ca hát gì đâu. Thì nó dùng cái này để mà nó chích vaccine thì quá tốt luôn. Wow, đi hai hàng cây sướng không, đẹp không? Dần về đến nó để cái vaccine nó chạy vòng trong người mình nó tốt hơn. Nó chích suốt đau chút xíu thôi bố. Bữa ba con cũng bị đau á. Ba con chích đau cũng bị đau. Mình chơi cô hai lần chích đau. Nhà mình đưa cho má phép. Thank you. Đứng ghế lại để mà lên elevator hay lên thang máy nè. Mình phải đi lên hả con? Dạ, lên. Bởi vì mình đi lên 4 tầng lầu thôi. Mở đây xong mà sao thang máy ít quá ha. Trong cái tầng 1 đó, nó không cho ta đậu. Cái cho mình đâu ở chung nhà cô Liên đâu. Đừng nói nha cô Liên. Thì cái line nãy giờ nè, bây giờ mới đứng trước thang máy để lên lấy xe đi về. Đi không có là phải
lái xe đi về lâu hơn đi chích nữa. Các bạn ta ghi nè, hai người only, ngoại trừ những người chung nhà, vậy mà người ta không đọc. À, nhà đi chung là mình nói nó no, 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 lắc đầu giống như là mình không cho người ta đi mà thật sự không cho thiệt. À, không bằng lòng nhưng mà cứ cái luật nó như vậy đó. Cái thời gian vô chích lẻ hơn là thời gian đứng đợi thang máy nha quý vị. Đứng đợi thang máy lâu nhưng mà nhờ cái mình nói chuyện đỡ buồn. Đã được ra tới xe rồi nha. Nè, bố vô bố. Được không bố? Được không? Nó nhỏ quá không? Được. À, nhìn sát quá. Nè, khỏe không con? Khỏe con. Ok ha. Khỏe con. Ồ, khỏe quá đã. Mà quá trời quá rồi, hai tuần nữa được đi chơi thoải mái. Hai tuần nữa con ba mẹ qua nhà nhậu ha. Ờ, nhậu. Tối nay đi. Hả? Tối nay đi. Dạ. Hai chữ. Hai dạ. Chữ. Cảm ơn. Con cũng hai chữ bình yên. Hai chữ khỏe mạnh. Lần này lần thứ nhì rồi. Con chích chưa? Dạ con chưa. Con chưa được đâu hả? 20 năm nữa mới được rồi. Bây giờ 6 năm tuổi mới chích. Con nói nào ấy nhậu nữa. Dạ dạ đúng. Dạ. Rồi bố về nghỉ nha bố. Bố vận động cái tay chứ đừng đau nha. Cầm ly cũng muốn được. Trời ơi. Cảm ơn đó. Rồi xong. Ngày hôm nay là cô Liên với lại Bắc Vinh là khỏe rồi. Ừ. Mình thấy chích xong được người nào mừng người đó mà ừ. Với lại đi cũng hồi hộp, không sợ bị phản ứng á. Ừ. Mà thấy khỏe, Lo Ngọc cũng mừng quá. Chia sẻ một chút xíu niềm vui của Bắc Vinh với lại cô Liên nha quý vị. Cũng là như lây mình làm mình lây vui lây luôn á. Mà đi dẫn ba chích cũng vậy, dẫn mẹ cũng vậy, rồi cô Liên Bắc Vinh tự nhiên mà chích xong mũi thứ hai á, cái cảm giác mình ngộ lắm. Ừ. Mình cảm thấy mình mừng cho ba mẹ, mừng cho mấy cô chú thầy. À, quý vị biết là cái vấn đề là ở cái tinh thần nữa. Ừ. Sợ quá, sợ cái bệnh này quá mà không dám đi đâu, không dám làm gì. Nhiều người bị stress rất là nặng luôn. Mà chích rồi thì mọi thứ người ta cảm giác nó nhẹ nhàng hơn thì nó đỡ. Rồi, chia sẻ với lại cả nhà một tí xíu ha. À, cảm ơn mọi người đã rất là ủng hộ cho Loan với Lộc. À, cho nên có những niềm vui hay là những cái gì Loan Lộc cũng muốn chia sẻ với lại quý vị. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Bye. Hôm nay vui quá, có quà của Bắc Vinh với cô Phượng Liên. À, để mình coi có gì hôm nay nha. Đây là sữa đậu nành. Sữa đậu nành, original đậu nành luôn nha. Quả đã nha. Hai cái sữa đậu nành. Còn đây là bánh lu của Pháp. Bánh này thích lắm này, ngon lắm nè. Còn hộp này là bánh trứng muối. Bánh trứng muối hấp dẫn ha, hấp dẫn. Vui vui, hôm nay có quà nha. Ok, mang vô.